những cái vùng mà không khách đỡ là bằng đi là bằng những cái đò, thì những chiếc xe hàng này là đi tới tận nơi đi bán từ tận nơi quý vị ha. Ok, nào đứa nào qua lượt không? Không, đúng vòng mới được. À, phải đúng vòng hả? Vậy là nó sẽ là ăn điều luôn ha. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng thôi. Ghê, xếp hàng. Căng nha, căng nha, đừng như ký nha, lên lên căng nha. Rồi, đứng nè. Đó. Đứng đây nè nè. Ờ, xếp hàng đi nè. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa quý vị và các bạn, có một tình thương vô bờ bến, có một người mẹ, có thể nói là hai vợ chồng, đã nuôi nắng 11 đứa trẻ mà không phải là con ruột của mình. Đó là 11 đứa trẻ con nuôi, nhưng mà khi mà cách chăm sóc cũng như là cách mà đối xử những đứa bé đó không khác gì một đứa con ruột của mình. Ở thời điểm hiện đại thế này thì việc mà có 11 đứa con đối với một người phụ nữ là hoàn toàn gần như thôi là không thể có được chuyện xảy ra. Nhưng bây giờ Trung mời quý vị của chú anh chị mình quay lại một cái mái nhà có 11 đứa trẻ đang sinh sống ở đây và cũng đang có được tận hưởng những tình yêu thương vô bờ bến của hai vợ chồng rất là trẻ. Thưa quý vị. Rồi mấy đứa ăn cơm mà. Ăn gì? Ăn cháo. Ăn cháo. Tàu ơi, ngon không? Ngon. Ôi. Đây có bao nhiêu đứa đây? 2 4 6 8 10. Với một bé đi học mới về phải không? Con mới học về con. Con đi học, con đi thi hay gì? Con thi được không? Được. Ừ. Giỏi ha, thầy học ngoan giỏi ha. Giờ vô về ăn luôn nè. Đây là bữa sáng đó chị. Dạ. Dạ. Đây đây đây. Trời ngồi ngoan quá ha. Ừ. Trời đút ăn à. Tích tắc. À vô xoay chuyền xoay chuyền. Mỗi ngày cách mà đút nó ăn như vậy hả chị Diễm? Dạ, ngày nào cũng ăn vậy. Cho mượn đeo mấy chị coi nha. Cái khăn đâu? Rồi buổi trưa mình cũng cho ăn như vậy hay sao? Buổi trưa cũng ăn vậy mà, ăn cơm. À, ăn cơm. Cơm nấu canh này canh kia vậy đó, mít nút rồi đó. Cái khăn hả, trời ơi. Ê, để đó đi. Ok, nào đứa nào qua lượt không? Không. Đúng vòng mới được. Phải đúng vòng hả? Vậy là nó sẽ là ăn điều luôn ha. Là đứa nào cũng có suất bao nhiêu suất ăn đó, nhưng mà có đứa nó mập, nó ốm. Ăn đều nhau hết. Dạ, đủ dinh dưỡng, quan trọng dinh dưỡng này đủ. Con lấy khăn chùi đi. Nhái lết vô nhái. Sao đây là cháo gì? Cháo thịt bằm. Thịt bằm hả? Ngon không con? Ngon. Ngon không? Con ăn mấy chén? Mấy? Ba chén hả? Dạ. Ăn xong rồi chú căng nha. Dạ. Chú lấy cái chú lấy cái căng coi thứ xếp bằng lại nè. Coi thứ mấy con heo này mình như kiến à.
Sắt chuồng được chưa? À. Sắt chưa đây? Dạ. Đây rồi. 2 4 6 7 8 9 10. Theo như một sự tính toán khoa học là chị Diễm sẽ đút 10 trứng cháo này trong vòng 10 phút. À. Còn bé kia sao chưa không ăn? Bé đang rồi, sáng ăn sớm lắm. Sáng à, bé... mà không ai đút nó là nó la dữ lắm. À, như nó nhỏ như thằng tí phải không chị? Dạ, tí. Tí nó nhỏ nhất. Nhỏ nhất cho nên sáng nó ăn trước. À, chưa ăn là nó la dữ lắm hả? À. Sáng rồi không cho nó ăn nó la dữ lắm. Đang ngồi tại chỗ nè, tới phiên mà kìa. Ớt lại ăn cái đây hết đi nè. Nó đi uống nước á. Ừ. Rồi. Đây quý vị, đây là lần đầu tiên trên truyền hình chúng ta chứng kiến một cái bữa ăn. Một bữa ăn hết sức là một cái rất là lạ nha, rất là lạ. Khi mà trên 10 chén ăn, tương đương với 10 đứa bé. Nhưng mà thức ăn, cách thức ăn là hoàn toàn khác lạ so với cách thức ăn của những bà mẹ bình thường. Mọi thứ xoay tua một sự vòng. Chị Diễm xoay về chóng mặt không chị Diễm? Bữa đầu cũng chóng mặt mà giờ quen nè. Dạ. Chưa tới vòng mà đòi ăn gì. Đừng ớt ngồi xuống. Ôi giời ơi, đụng nón à. Tiếng cơm chưa? Để chưa hỏi tiếng cơm gì kìa. Buổi sáng sáng anh có làm gì hiện tại không? Buổi sáng á đi làm hồ lắm mới vậy. Chùi đi tèo. Làm hồ xong đi ngang rước bé đi thi về luôn á. Dạ. Dạ. Xíu nữa đi. Thưa quý vị, mới bước vô là khởi đầu nha. Bây giờ thì mới cũng cũng đã đâu đó là hết 50% rồi. Ê, xả hết vô. Tập trung. Hết vô, xếp bằng lại. Ngồi thẳng lên. Đúng rồi. Ăn xong chú cân ký nha con. Chú lấy cái cân ra chú sẽ cân tụi con. Để cho bà con biết là mấy con heo này nuôi hôm nay được bao nhiêu ký rồi. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Tới lượt con rồi. Lấy nước hả? Nè, ăn ăn cái đống nước mà. Để tao hút vòng à. Qua vòng là mắc lượt con. Nè. Bình nước keo vậy đó hả? Dạ, bình nước riêng cho xả. À, uống nước kìa. À. Rồi, chạy đổ nước rồi, đó. Giỏi quá. Đó. Nước rồi. Thấy chưa? À, hút chục rồi. Giỏi rồi, quá ngồi. Hẹn ăn cá đi hả đi nha. Mới xong quán rồi. Rồi đi. Nhanh lại nha con. Nè, mít đâu. Giỏi quá. Thấy cưng chưa? Rồi xả ngồi xuống. Xả đâu. Rồi giỏi quá. Thấy cưng chưa? Gì vậy? Từ đứa xếp hàng chứ. Xếp hàng vô. Rồi ông nước xong quay lại nè. Tới vòng con chưa hả? Chưa. Giờ mới tới nè. Được một cái là những bé này là tới giờ ăn là cứ ngồi ăn chứ không có bỏ, nghe không? Không có bỏ lượt. Rồi xích vô. Đó. Rồi, xong rồi tới lượt phải ăn rồi, vô tới nè. Rồi vô đây. Rồi tới con. Te ngồi vậy nè Te ơi. Ngồi xuống đi ăn cái nữa đi. Rồi ở đây chưa tới vòng để cho chị uống xong rồi mới tới con rồi mít vô ngồi nè. Hết nè. Te ngồi. Mít nè. Mít vô. Vô ngồi đây nè. Con nó chợ biết. Chỗ của con đúng rồi. Rồi Te nè. Mít vô. Mít vô. Ăn xong rồi chú lấy cần, khoan chú lấy cần ra. Đây thưa quý vị, đây là một cái cần bàn bự cho bá nha, mà lấy cần bự đi. Rồi mít ngồi xuống nè. Tới chúng nó mình sẽ đi ra ngoài đó. Là xong cái máy này dọn có một cái trò chơi. Lẹ đi rồi. Chú đứa nào ăn giỏi rồi chú cần đi. Đứa ăn xong rồi mấy chú mới cần nha. Ăn xong cho mới cần. Chú cần ra được nhiêu ký nha. Ăn xong rồi chú cần. Lết chưa đâu. Sau nhiều ngày. Chưa, vô đây ngồi đi chưa đấy. Mà Te ngồi vậy Te. Thằng Tí cho ăn rồi cho nó lên trước được. Con Tí rồi. Từ từ đi. Thằng Tí 12 kg.
Trời ơi. Ơi, mít vô ngồi nè. Ớt đâu? Tới vòng nè. Vô ngồi lẹ đi. Ờ, chứ con kén hết rồi. À, con ca biết ca hả? Ăn xả xong rồi con ca coi, ăn xong. Xả. Xào. Xào. Thử. Rồi, con kén hả? Ừ, con kén hết rồi đó. Ta trùm căng rồi, ta dành căng. Ừ, rồi ngồi xuống. Bằng chế, trùm đúng không? Bằng chế 2 là phải rồi. Ta trùm rồi đó. Ôi trời ơi, trời. Ta trùm căng con ha, mình lên là mình trùm luôn, mình dành căng luôn ha. Không cho ai hết. Đúng không? Không. Xả nè. Ê, mình bao căng luôn mà. Thôi sắp bằng luôn à. Trời ơi, cái ghế ngồi đã quá. Rồi, chưa từ từ hết chén này cái đi hả, uống nước nữa, để ngồi uống nước nó no vậy lắm, hiểu không? Con hơn căng không? Con nặng hơn em không? Rồi. Mẹ con nhớ cao rồi, con nhớ cao đúng không? Thân. Nhét mỏ chưa? Thấy sắp hết chưa? Hết rồi. Ủa hết được kìa. Ôi trời ơi. Trong vòng một nốt nhạc. Rồi chùm miệng nè, mấy đứa là chùm miệng nha. Rồi. Xong chưa? Lau miệng kìa, lau qua lau miệng đi. À, qua mẹ lau miệng cái đi. Từ từ. Hết hầu hết dĩa luôn hả? Từ từ xếp hàng thôi, xếp hàng. Xếp hàng được căng. Đứa lau miệng xếp hàng nó tự không? Xuống xuống xếp hàng nó tự. Đứng sau lưng xếp hàng lại đi. Đứng đứng xếp hàng lại đi. Đó, nó dành đó. Rồi. Ờ, đứng xếp hàng nha, đứng. Xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng thôi. Ghê xếp hàng. Căng nha, căng nha, đứng như kế nha, lên lên căng nha. Rồi, đứng đây. Đó. Đứng đây nè nè. Ờ, xếp hàng đi nè. Dịnh, dịnh dai, dịnh dai. Quớt qua đây, dịnh dai. Đó, đó, đó. Dịnh dai nha, dịnh dai nha. Từ từ đứng nha. Thưa quý vị, sau khi ăn xong thì một thời gian nuôi lớn thì bây giờ những con heo này được lên bằng cân để mà so tài với nhau. Đây, thưa quý vị. Rồi, con tên gì? Con tên gì? Tên Hiền, nó lớn rồi. Tên gì? Yên hả? Rồi, Hiền. Hiền hả? 16 kg rưỡi. Rồi, xuống. Con tên gì? Cái gì Diễm ăn? Diễm Hằng 16 kg rưỡi. Diễm Anh. Trời bà tí à. Thằng chuột. Ôi trời ơi. 12 kg. Trời ơi. Nó leo lên. Nó leo lên cả đi. Trời trời dữ. Trời ơi con chuột. Trời ơi. Trời ơi. 12 kg. 12 kg. Rồi, đủ. Con tên gì? Trúc Hằng. Trúc Hằng hả? 14 kg. Chị. Trúc Anh hả? Hồng Anh. Hồng Anh rồi, Hồng Anh. 14 kg xuống. Lên. Rồi rồi. Con tên gì? Gương Ăn. Con gì? Hả? Diễm Huy. Dạ, Ăn hả? Diễm Huy. Diễm Huy. Trời ơi. 11 kg rồi. Rồi, giỏi quá. Con tên gì? Tên Nhái. Nhái. Nhái hả? Nhái, ở nhà kêu nó tên Nhái. Rồi, 14 kg rồi. Còn thư gửi không nha? Con tên gì? Tên nhà Mệt. Ớt. Ớt. Đứng đứng chưa coi mà ớt, tèo xích ca tèo. Ra đây nè, tèo ra đây nè. Ớt 16 kg rưỡi. Rồi xuống ớt. Sợ quá. Con tên gì? Con tên Diễm Yến. Diễm Yến nói rõ nè, đúng rồi. Con này K2 là 13 kg. K2 đúng không? Rồi xuống con nói rõ nè. Chưa, chém rồi. Rồi. Nó te. Con chưa? Con chưa? Cái gì vậy? Chưa hả? Lên con, lên. Con chưa được lên. Được phép lên. Trời ơi, giận rồi đó hả? Con gì? Thôi, đừng giận. Rồi. Thôi, đừng giận. Đi, y cần cho con cần. Rồi, xin mời. Y cần nha. Ờ, xin mời. Trời. Con tên gì? Hiền. Hiền cân rồi mà. Ủa, Hiền cân rồi hả? Giáp rồi. Hiền cân rồi, con hết rồi hả? Chị Hai đâu? Bé à, chị Hai lên cân đây, chị đây Hai. Đây là bé lớn nhất. Bé lớn nhất cái cân nặng nhất rồi. 25 kg. Con tên gì? Na, Na leo lên cân đây nè. Con tên Diễm Thi. Diễm Thi vô địch. Diễm Thi bự nhất. Còn Na hả? Đâu Na rồi? Na nè. Sao con nhiều? Na đây hả? Na đúng không? Na nhiều ký đây? Chị Hai ẩm. 13 kg rồi. Giỏi quá. Tèo chạy ra đi. Mẹ lại bắn. Xuống đi. Ờ, chú đổ mồ hôi luôn đó. Đi ngoài đi rồi mẹ lấy.
Rồi xong rồi, cha về căng nha. Rồi ra hơi thăm mẹ chút xíu đâu rồi. Ô sao không ẩm hả? Muốn chơi vợ chơi hả? Chơi vậy hả? Cái gì? Ẩm hả? Trời ra đây ngồi ngồi tập trung xuống hát cho chú nghe nè, ăn bánh nè. Nè sinh hoạt kìa, sinh hoạt kìa. Rồi vỗ tay ca ăn bản đi rồi mẹ đổ ra cho. Đúng rồi. Bà đi. Na vỗ tay ca, Tèo. Tèo vỗ tay ca đi. Hay quá. Ba thương con kìa, ca đây. Ba thương con kìa. Qua vô ca vỗ tay kìa. Vỗ tay đi rồi mẹ cho. Không vỗ tay ca cho anh vậy bà. Hay quá. Rồi rồi ca bài con cá đây. Có gì con cá gì? Biết ca cá đâu mẹ. Ca cá hả? Gì biết ca con gì? Con gì? Ca vịt đi. Ca lớn lên. Ca vỗ tay ca lớn đi kìa. Rồi vỗ tay ca đi rồi cho ăn nè. Tự thưởng đi, vỗ tay. Rồi, được phép ăn nè. Rồi, ăn bánh nè. Ngon con. Cho chú ăn miếng rồi. Được rồi, miếng rồi. Ngon quá. Ngon quá con ơi. Dẹp thôi. Bóc ăn đi. Thôi bây giờ là có một câu hỏi mà con muốn hỏi hai vợ chồng. Mà câu hỏi này là có nhiều người hỏi, thành ra là cũng muốn hỏi. Tại mấy bé này cưng quá. Dạ. Nên nhiều người cũng muốn hỏi là có thể là sinh được hay không. Nếu trường hợp mà một cái đại gia nào đó gọi là một gia đình khá giả, có đủ điều kiện hết. Nói giới sử nha. Dạ. Thì tới vợ chồng là nói là sẽ là lo đầy đủ cho một bé nào đó ở đây để mà sinh nuôi dưỡng thì không biết là hai vợ chồng nghĩ sao? Dạ. Cái này thì chắc em không có cho đâu. Chắc không có cho là anh nuôi, là với lại nhiều người ta nói mình nuôi rồi kiếm ai giàu giàu mình cho lại đặng mình lấy tiền á. Thì con của mình á, mình sinh rồi nó vô giá. Không biết anh biết cái anh Sơn vậy không? Hồn anh Sơn hổng xuống cũng ở nhà bà Bảy này rồi xin lại đứa mà cho em hai cây vàng đó mẹ không chịu. Giờ mấy đứa con em giờ nó vô giá à, không có nhiêu tiền mà em cho lại được. Sơn ổng cũng làm bên bên làm bên quay cũng tài trợ tình nghèo vậy nè. À dạ. Ổng xin ổng nuôi hả? Ổng sư bộ hổm ổng xin ổng nói giờ cho anh đứa em cho lại hai cây vàng mà nó thôi. Con của em vô em mà mình nuôi từ nhỏ mình thương đó. Dạ. Giờ nhiêu cũng không được. Thì. Bây giờ giống như là thành là con của mình luôn đúng không? Dạ, đúng quyết định nuôi nó tới lớn. Dạ. Mình không có tiền thì mình cũng gán làm thuê là mướn gì cho nó ăn. Không có thì đi xin cũng được chứ dễ gì cho em cũng đi xin, em không có tiền cho nó ăn em đi xin cũng được nữa mà không bao giờ cho lại. Dạ. Ở đây thưa quý vị có một câu hỏi mà quý vị hỏi nhiều, thành ra là Trung cũng xin tới đây để mà hỏi lại vợ chồng của chỗ chị Diễm. Bọc đính chính luôn chị cho bà con biết luôn nha. Thì hai vợ chồng mà sẽ là phải tức là nuôi và không có gửi cho đi đâu hết. Tại vì nó giống như con của mình rồi cho đến năm 18 tuổi. Nếu ba mẹ của bé tới để nhận mà bé đã đủ độ nhận biết khi trưởng thành là bé có muốn quay về ba mẹ mình hay không? Hay là muốn ở với mình là lúc đó do bé quyết định đó anh ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là một trong những cái Trung muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình được biết. Rồi hôm nay hai vợ chồng mình có khó khăn về tài chính khi mà nuôi mấy đứa bé nào không chị? Dạ, nói chung thì mình nuôi nó thì cũng đủ trang trải cho nó, tại vì em chuẩn bị trước. Mỗi lần mình bắt tôm cua thì mình mua sữa với mua đồ cho nó trước, rồi còn mình lớn mình thiếu hụt sao cũng được, mà nó phải đầy đủ mới được. Dạ. Là em hôm nay tôm cua mình được không? Rồi cũng hết tôm cua rồi, chắc cũng tại vì 2 tháng nó bắt lần. Dạ. Cho nên chung là cũng đã có những kế hoạch rồi nọ để mà ấy, đúng không? Dạ mình có kế hoạch. Dạ. Mình nuôi nó thì mình chuẩn bị trước rồi không để cho nó thiếu hụt. Dạ. À đây thì hôm nay em tới á thì bà con Mạnh Thường Quân cũng có người nghĩ tới gia đình nên cũng gửi có món quà này cho bên mình nha.
có một mạnh thường quân tên là dì Tư Lê Thị Ngâu gửi cho gia đình mình là số tiền là 16 triệu. Dạ. Dạ thì cái này là mạnh thường quân này gửi gắm để cho mình có tiền mua sữa, mua đồ ăn cho bé nha. Dạ, dạ đây là rồi. Em gửi. Rồi cho em cảm ơn chị Ngâu. Dạ. Dạ mạnh thường quân tên Ngâu hả? Dạ tên Ngâu. Dạ. Rồi cho em cảm ơn, gửi lời cảm ơn mạnh thường quân ha. Dạ. Đây cũng giống như là một phần thưởng là đó cho gia đình khi mà có tình cảm quá tốt dành cho mấy bé ở đây. Dạ. Ừ. Dạ. Thì thưa quý vị, hôm nay Trung ghé thăm gia đình thì cũng tới đây để quay cảnh sinh hoạt cho bà con thấy cái cảnh mà ăn uống rất là tuyệt vời. Mà chưa khi nào mà quý vị thấy một cách mà đang uống ở một gia đình nào đó. Chỉ có tại đây thôi. Một cách rất là độc lạ. Rồi cũng gửi phong quà cho mình nha. Dạ. Rồi thì tới đây chút xíu rồi cũng xin phép em sẽ đi về. Và cũng chúc cho hai vợ chồng luôn sức khỏe đầy đủ để mà nuôi dưỡng cho các bé thật tốt nha. Dạ cũng gửi lời chúc hết. Dạ rồi em chào luôn nha. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Rồi bye bye. Bye bye, rồi, chào tạm biệt hết luôn. Dạ.